Dạ vâng, sau đây em quay chi tiết cho bác xem tổng thành cái mẫu xe này nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe Mitsubishi Jolly cô nhá. Có một mẫu xe 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Các bác nhìn đây ạ, xe độ lên rất là nhiều đồ các bác nhìn đây. Tất cả đây những cái phần này cô nhá, khách trước đây chủ xe nhá, chủ xe là đã độ lên cái phần này đây cô nhá, nhìn rất là thể thao đúng không ạ? Và cả cái phần mâm đúc này các bác nhá, mâm đúc này rất là đẹp luôn ạ. Khá là hầm hố luôn, các bác nhìn đây. Tất cả đây cái phần này đây, là độ lên này các bác nhá, độ lên nhìn cái xe nó rất là đẹp các bác nhá. Và cái phần lốp này các bác nhìn này, cái chiều ngang này, cái chiều ngang của cái lốp này nó rất là to nhá, nó rất là to luôn ạ. Nên là đi nó rất là đầm nhá. Đó, cái lốp nó to như vậy nên là đi cảm thấy xe nó rất là đầm luôn nhá, rất là đầm luôn. Các bác nhìn đây, mẫu xe rất đẹp luôn. 8 chỗ ngồi nhá, đến từ thương hiệu của Nhật Bản luôn. Những cái phần đèn có nhìn nhé, phần đèn rất là sáng luôn nhá, rất là sáng sủa luôn. Đã độ lên cả phần phần gương này nhá, phần gương này đây, phần gương này đã độ lên cái phần ốp mạng chrome rồi, nhìn xe là rất là sáng bóng này. Các bác nhìn đấy, và sen nhang tích hợp trên gương. Tất cả đây những phần lốp này, cả phần la răng đúc có nhá, cũng là độ lên nhá, la răng đúc và phần lốp cũng độ lên luôn, nhìn rất là to. Và tất cả cái phần mạng chrome chạy dọc này đây cũng độ lên các bác nhá. Đây ạ. Phần bên dưới này cũng nữa đây, các bác nhìn đây ạ. Phần bên dưới đây. Độ lên này. Cái phần lốp rất là to các bác nhá. Lốp này. Lốp nó to này cơ mà, nên là đi rất là đầm các bác nhá. Cái chiều ngang rất là to. Dạ vâng, em là Mi Ô Tô, chuyên mua bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhé. Một mẫu xe rất là bền bỉ luôn, đến từ thiệu của Nhật Bản các nhá. Các bác nhìn đây, tất cả phần đèn này, đèn cột đây, các bác nhìn rất là đẹp luôn đúng không ạ? Buổi tối nhìn cái đèn này nhìn rất là đẹp luôn. Mẫu xe bên em chào bán mức giá là cũng rất là hợp lý cho bác thôi nhá, cực kỳ rẻ luôn ạ. Sau đây em mời bác em xem phần nội thất nhé. Phần nội thất đây nhá, đã độ lên cả màn hình các nhá, màn hình. Và đã chủ xe đã độ lên cái phần khi nào các bác gài xuống lùi tự nhiên nó sẽ có nhạc nhá, nó rất là hay luôn. Đó, đã độ lên cả phần đó rồi. Tất cả phần táp ly này độ lên 5D luôn các nhá, rất đẹp luôn. Đây hàng ghế thứ hai đây các bác nhìn đây, nội thất rất là sạch đẹp luôn từ phần sàn này. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang các nhá. Đây hàng ghế thứ ba đây các bác xem này, rất là rộng rãi này. Đây, em sẽ về đằng sau em mở cánh cửa lên cho bác xem. Đây ạ, hàng ghế thứ ba đây ạ. Hàng ghế thứ ba đây. Rất là rộng này, các bác nhìn đây ạ, đúng không ạ? Rất là rộng luôn và đẹp luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn các nhá. Đúng không ạ? Và chủ xe cũng rất là chịu chơi luôn các nhá, độ thêm một cái trần 5D các nhá. Nó rất là tốn kém luôn nhưng mà chủ xe độ lên rất đẹp luôn đúng không ạ? Nhìn rất đẹp, tốn kém một chút thôi nhưng mà đẹp các bác nhá. Cái dòng này đây, ở đằng sau này đây các nhá. Có một cái dàn điều hòa này các nhìn này, nên là người ngồi đằng sau nhất rất nhanh được mát các nhá, đúng không ạ? Điều hòa nhá. Khá là rộng luôn ạ. Đây, em mời bác em xem bên này đây. Máy lổ rất êm nhá, máy xe này lổ rất là êm. Các bác xem này, chủ xe rất sạch sẽ này, các bác nhìn phần sàn này. Được chưa? Sàn này. Từ cái phần sàn để chân các nhá. Đúng không ạ? Từ cái phần sàn để chân đây. Các bác nhìn đây, nó đẹp này cơ. Đúng không ạ? Khá rộng rãi luôn đúng không ạ? Một mẫu xe 8 chỗ ngồi, cái dòng này thì rất là bền bỉ luôn các nhá, rất là bền bỉ luôn ạ. Các bác xem rất là rộng rãi. Vậy các bác lần đầu
xem video của em. Nếu thấy hay các bác hãy cho em xin một lượt like nhé, một lượt like này, rồi một lượt chia sẻ nhé. Em rất cảm ơn các bác. Và hãy nhớ đăng ký kênh các bác nhé, để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật về nhé các bác nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc các bác nhé, vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Tất cả các bác ở trong khu vực miền Trung này, hoặc là ở khu vực miền Tây này, miền Nam này, phí vận chuyển thì thêm 5 triệu cho em nhé. Ôi, em mở hết cánh cửa ra rồi đây, các bác nhìn ạ. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Bên em chào bán mức giá rất là hợp lý luôn, chỉ có 142 triệu nhé, 142 triệu. Các bác đã sở hữu mẫu, ngay mẫu xe rồi nhé, độ lên rất là nhiều đồ luôn. Đó, nếu mà nhiều bác là không biết mẫu xe này, nhìn thật sự bác là nó độ lên nhìn rất là lạ đúng không? Rất là đẹp luôn. Sau đây em về bên kia, em sẽ mở phần khoang máy động cơ để cho các bác xem các nhé. Khoang máy động cơ thì lỗ khá êm luôn các bạn. Đẹp. Khá độ cả lên màn hình rồi. Màn hình đầy đủ các nhá, màn hình đầy đủ luôn. Đó, đây có một cái lớp ni lông này, các bác có thể bóc ra để cho mới, đầu DVD âm thanh hay. Đây ạ. Bỏ người như sương khói sau chuyến đời. Cảm ứng luôn các nhá, màn hình cảm ứng luôn. Và đây, khi vào solo này, các bác nghe chưa? Đó, nghe nhạc nhá. Đó. Rất là hay luôn đúng không ạ? Sau đây em mời bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy lổ rất là êm các bạn ạ. Lổ quá là êm luôn. Đây phần máy đây các nhá. Phần máy thì rất là ok luôn các bạn ạ. Máy lổ rất là êm. Mẫu xe được sản xuất năm 2006 nhá. Đó. Máy lổ êm luôn các nhá. Bên em đã kiểm tra rồi và test thử rồi. Máy là khá chất lượng luôn. Tầm tiền 142 triệu các bác bỏ ra, bác sở hữu ngay mẫu xe này rồi các nhá. Dạ vâng, một lần nữa em yêu tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.